Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh công nghệ diot.vn. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách kết nối camera IMOU với lại đầu ghi để hiển thị lên màn hình như thế này. Đây là chiếc camera IMOU em đã kết nối được với lại điện thoại rồi. Tuy nhiên nhiều anh chị có cửa hàng chẳng hạn, anh chị muốn xem ở trên tivi, xem trực tiếp, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị xem trực tiếp trên màn hình tivi luôn. Đây chính là cái camera em đã kết nối được với lại điện thoại rồi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị kết nối với lại cái đầu ghi để xem trực tiếp trên màn hình tivi, để phục vụ cho những anh chị nào mà có cửa hàng, có siêu thị, hoặc là muốn xem trực tiếp ở trên tivi màn hình to hơn thì anh chị làm theo em theo hướng dẫn như thế này nhé. Trước hết thì anh chị hãy kết nối cái camera IMOU với lại điện thoại để anh chị kết nối wifi. Ở đây thì em đang kết nối mạng dây. Tuy nhiên nếu mà anh chị kết nối wifi thì cũng được, anh chị cũng làm tương tự như thế được anh chị nhé. Cái điều kiện cần thiết ở đây là gì? Nghĩa là cái camera IMOU này và cái đầu ghi này nó phải kết nối chung với lại một cái modem mạng. Như anh chị đang kết nối camera IMOU không dây với lại modem mạng này thì cái đầu ghi này cũng phải kết nối là có dây với lại modem mạng. Tương tự như thế, nếu mà anh chị kết nối có dây thì anh chị cũng phải kết nối là đầu ghi với lại cái modem mạng này. Đầu tiên thì anh chị hãy vào cái đầu ghi trên màn hình, anh chị bấm vào phần từ xa, sau đó anh chị bấm vào phần tìm kiếm thiết bị. Ở đây em chỉ kết nối một chiếc camera này với lại cái modem này thôi, cho nên là nó chỉ hiển thị là một cái camera này thôi. Còn nếu như anh chị có nhiều camera thì nó sẽ hiển thị các danh sách ở đây anh chị nhé. Anh chị chọn vào cái camera mà anh chị muốn thêm, muốn hiển thị trên màn hình, sau đó anh chị bấm vào chữ thêm cho em. Ở đây em bấm thêm vào, nó hiển thị luôn tương tự như trên cái điện thoại anh chị nhé. Tuy nhiên trong trường hợp mà nó không hiển thị lên luôn, ở đây nó báo là dấu chấm màu đỏ này và cái hình ảnh nó không hiển thị lên luôn được, anh chị bấm vào cho em cái phần bút chỉnh sửa này. Ở phần bút chỉnh sửa này, ở phần mật khẩu, anh chị hãy nhập cho em cái mật khẩu của cái camera này vào. Ở phần dưới mỗi cái camera thì nó đều có cái số series và cái mật khẩu riêng. Cái số series nó là cái số SN, còn cái mật khẩu nó là cái mã code này. Đấy, anh chị hãy nhập đúng cho em cái mã code ở cái phần mật khẩu này nhá. Anh chị nhập cái mã code để vào cho em. Sau khi nhập mã code xong, anh chị bấm áp dụng, bấm có, không cho anh chị bấm lưu cho em. Thì là nó sẽ hiển thị bình thường, đấy, nó sẽ hiển thị lên như thế này, chỉ đơn giản là như thế thôi. Nếu mà nhà anh chị có nhiều camera hoặc anh chị kết nối camera wifi không dây thì anh chị cũng làm tương tự cho em các bước tương tự như thế. Anh chị vào phần từ xa này, anh chị bấm vào phần tìm kiếm thiết bị này. Ở đây em không kết nối với lại cái camera nào nữa cho nên là nó sẽ không hiển thị nữa. Sau khi anh chị tìm kiếm xong thiết bị, anh chị chọn vào những cái camera mà anh chị muốn thêm. Sau khi thêm xong rồi, ở cái nút này tình trạng thiết bị này nó báo màu đỏ thì là chưa kết nối được, anh chị phải bấm vào nút hình cái bút này, anh chị bấm đổi mật khẩu. Cái mật khẩu này chính là cái mật khẩu ở cái mã code ở dưới cái đít camera này. Anh chị hãy nhớ nhập đúng chính xác, sau đó anh chị bấm lưu là được anh chị nha. Trên đây em đã hướng dẫn anh chị cách kết nối camera IMOU với lại đầu ghi Dahua để xem trực tiếp trên màn hình tivi. Anh chị có thể xem đồng thời trên tivi và trên điện thoại. Anh chị thấy video hay, video hữu ích, anh chị hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.